nằm nghe sóng vô từng lá. Diêu. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và mọi người có thể thấy thì đây là bộ dạng mới của mình. Mình mới cắt tóc ngắn xong. Mình biết là nó hơi kỳ nhưng mà cũng được, cũng không sao hết. Tại vì dù sao mình cũng còn trẻ, mình chưa có gia đình, chưa có ràng buộc gì hết, nên là mọi sự thay đổi về ngoại hình lúc này nó cũng là tạm chấp nhận được. Và nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cái cuộc sống hàng ngày của mình. Lúc giờ đấy là mình tranh thủ mình cắt tóc để coi coi mình có hợp không. Mặc dù mình nhận ra là đúng rồi, mình không hợp với tóc ngắn, nhưng mà cũng được, nó hơi xù mì một tí. Tại vì tóc mình nhiều á, chủ ví là chị cắt tóc bảo là tóc của mình khá là nhiều hơn mọi người, nên là mình cắt tóc kiểu này sẽ không hợp. Kể đi thử một lần cho lớn xem có ai trầm trồ không. Thì mình cũng thấy là mình hơi trầm trồ rồi, và mình sẽ nuôi lại tóc dài. Cái này là một video nhỏ chia sẻ dành cho năm sau, chuẩn bị cho năm mới. Tại vì bây giờ đã là tháng 10 rồi, còn tầm hơn 2 tháng nữa thì chúng ta sẽ qua năm mới 2022. Và nói theo cái lịch âm gọi là năm Nhâm Dần, một cái video nhỏ bé của mình về suy nghĩ, quan điểm của mình cho cái năm tuổi á các bạn. Thì mình 98 mà mình Mậu Dần, năm sau là Nhâm Dần, và đó là năm tuổi của mình. Mình nghĩ là vào năm sau sẽ có nhiều bước ngoặt, ông bà bảo thế. Nói chung là mình cũng không để tới năm tuổi lắm, nhưng mà tại vì mình vừa mới ra trường thì dịch tới, xong rồi mình về nhà mình phụ gia đình tới giờ luôn. Mình nghĩ là đối với mọi người 24 tuổi gọi là năm tuổi, tại vì nó là những cái bước ngoặt. Nếu như mọi người học đại học thì chúng ta vừa mới ra trường, còn nếu như mà mình có nhiều cái hướng đi riêng thì 24, 25 tuổi nó cũng là cái khoảng thời gian trong trên chúng ta phải lựa chọn giữa gia đình, sự nghiệp, tình yêu, tình cảm, các thứ. Mình nghe nói như vậy chứ mình cũng không có gì để lựa chọn hết. Một số cái mà bây giờ là tháng 10 nha, mình bắt đầu chuẩn bị dần cho năm tam tai của mình đây mọi người. Đầu tiên đó là mình sẽ chuẩn bị về sức khỏe. Các bạn có thể thấy hôm bữa mình có đọc một cái bài báo nào đó thì bảo là sức khỏe quan trọng nhất đó là sức khỏe tinh thần. Tinh thần chiếm tới 50% sức khỏe của mình, có nghĩa là khi tinh thần mình tốt, tư duy mình lạc quan, suy nghĩ tích cực. Không phải là lúc nào cái gì cũng có thể tích cực được, có nhiều cái nó tiêu cực thì mình phải nhìn nhận đúng nó, nhưng mà sau đó thì mọi chuyện nó cũng sẽ qua thôi. Nên là sức khỏe tinh thần rất là quan trọng, mình phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt. Mình sẽ cố gắng làm những cái mà mình quyết định thực hiện một cách thật là tốt, thật cố gắng. Như kiểu trước giờ mình vẫn luôn tâm niệm đó là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo, thì 50% sức khỏe là tinh thần, mình sẽ giữ cho tinh thần của mình thật là lạc quan ở đây. Đây nên tinh thần của mình. Và 50% còn lại thì đó là thể chất. Thể chất ở đây bao gồm các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt và nghỉ dưỡng. Thì mình đang cố gắng cải thiện lại từng tí một. Tại vì cái thời gian mà mình phụ giúp gia đình đó, thì cái giờ giấc sinh hoạt của mình nó hơi bị lệch một tí. Khi mình lựa chọn cái công việc hiện tại của mình đó, thì mình hoàn toàn có rất là nhiều ưu điểm. Ví dụ như mình sẽ có thời gian dành riêng cho bản thân nhiều hơn, mình có thể tự sắp xếp được giờ giấc để có thể dành cho bản thân tập thể dục này, đọc sách này, nghỉ ngơi, chơi với mèo này. Mà mình nghĩ là có thể nhiều công việc khác mình ao ước, nhưng mà khi mình thực hiện nó mình lại không làm được. Mình không có thời gian dành riêng cho bản thân của mình. Nói chung là bây giờ mọi thứ đối với mình nó là như vậy đó, là cuộc sống nó phải như vậy. Và mình hài lòng với những gì mình đang có. Nói chung là ai cũng sẽ có ước mơ, hoài bão, người ta gọi đó là chí tiến thủ. Nhưng mà mình biết đủ với những gì mình đang có. Mình biết là điều kiện gia đình nhà mình như thế nào, mình phải làm gì thì phù hợp với hoàn cảnh của gia đình. Tại vì mình không phải là mình sống cho một mình mà mình còn phải, nói chung là những cái trách nhiệm xã hội xung quanh nữa. Nên là mình cảm thấy cuộc sống hiện tại là đủ rồi. Và mình cố gắng từ cái nền móng đủ đó để mình nâng cấp nó lên. Chứ mình không có đứng núi này trong núi nọ, như kiểu là mình đang làm cái này và mình trong ngóng là mình sẽ thành công ở một lĩnh vực khác thì khá là khó. Tại vì mình biết được là cái gì mà mình tập trung cho nó, mình đầu tư, mình dành nhiều thời gian cho nó thì nó mới có kết quả được. Còn nếu như mà cứ mọi thứ một tí mà cứ kiểu mông lung á thì nó cũng không tới đâu. Hà không cần biết có tam tai hay không, có phải năm tuổi hay không, thì cái giai đoạn mà 20 mấy tuổi nó là một cái giai đoạn mà nó khá là chật vật và chúng ta phải đưa ra nhiều quyết định. Nên là mình nghĩ đây là dành cho riêng bản thân mình thôi. Thì mình có một vài điểm muốn nói, đó là không hy vọng nhiều á thì sẽ không thất vọng. Có nghĩa là mình làm cái gì mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt, nhưng mà mình không quá hy vọng. Mình không có hy vọng đặt hy vọng của mình vào một ai khác thì mình sẽ không bị thất vọng. Cái thứ hai là hoàn thành luôn tốt hơn hoàn hảo. Mình làm một cái gì đó thì mình cố gắng mình làm cho nó tốt, làm cho nó xong với mọi người, chứ không phải là cứ chay ra. Mình yêu cầu những cái tiểu tiết nhỏ nhất đó phải hoàn
hoàn hảo, nhưng mà gộp lại thì cái tổng thể nó bị chậm trễ, nó kéo dài, nó làm cho một cái tập thể đi xuống á, thì cái đó mình đối với mình là không cần thiết. Và mọi chuyện nó đều có cách giải quyết của nó, cái gì thì nó cũng sẽ qua thôi. Nên là đó, cái video này ngắn gọn như vậy thôi, thì mình up video lên, mình cũng mong là mọi người sẽ xem, mình cũng mong là mình có thể truyền được một tí năng lượng nào đó cho các bạn, đặc biệt là các bạn năm sau vô năm tuổi giống mình. Và mình cũng để một cái video ở đây để tự nhắc nhở lại bản thân mình là bây giờ mình cũng lớn rồi, mình cũng 23, 24 rồi, cũng mày cũng tới năm tam tai rồi, có nghĩa là mình cũng sắp tới tuổi phải lập gia đình, phải nghĩ tới công việc ổn định, bớt lông bông, ít chơi với mèo, dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bản thân hơn. Không, bản thân thì mình cũng nhiều đó chứ không phải ít đâu, nhưng mà quan trọng là mình phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa. Và sau 3 năm, gọi là 3 năm tam tai, mình sẽ quay lại mình coi cái video này để mình coi coi mình đã thay đổi như thế nào, mình có cái gì hơn không, hay là mình chỉ ngồi đây tán phét thôi. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì sau video này thì mình sẽ cố gắng ra nhiều video chất lượng hơn nữa, và không tán phét nữa. Cảm ơn mọi người.